Storm Racer mình thì đang bán nhiều là bộ nồi 4 càng, nhưng mà hôm nay mình review về cơ bản là bộ nồi 4 càng nó như thế nào. Cho nên là mình lấy bộ của Alpha ra để mô tả. Đấy, bộ nồi thì nó như thế này. Xé bịch ra thì hãng làm rất là chu đáo, gồm có tờ hướng dẫn cách lắp ráp. Ngoài ra thì có thêm một cái bản checklist là về các loại lò xo để mình canh chỉnh độ cứng và mềm của lá bố. Ừ, cái này thì phức tạp nhưng mà rất là hay ho, mình sẽ review lên. Nói cơ bản thôi chứ không nói chuyên sâu. Giờ mình triển khai ráp vào cái máy Rescuderia. Ráp thì nó cũng dễ thôi các bạn. Mình chỉ cần cái tun alpha 8 ly, mình vặn con ốc này. Rồi mình lấy cái kìm kẹp á, kẹp cái vô lăng lại siết chặt là xong. Chứ còn hãng lúc mà ráp á, là người ta đã đi sẵn cấu hình y như trên hình này này. Rip chỉ việc ráp vô siết ốc là xài rồi. Thế thì cái bộ nồi 4 càng này là bộ nồi 4 càng option, đó là bộ nồi đồ chơi. Về cấu tạo nó cũng dành cho các loại máy nitro từ máy 21 cho tới 28 là ok. Đấy. À, đường kính của cái vô lăng là loại 34 mm. Đó, thì các loại máy nitro 1/8 đều xài vô lăng loại này. Đấy. Còn cái đường kính của bố nồi là 24.5 mm thì tương đương với lại bằng với loại bộ bố nồi 3 càng. Đấy, cho nên là mình dùng chung được hết cho tất cả các cái loại chua tiêu chuẩn. Đấy, từ 13 cho tới 17, 18 răng tiêu chuẩn là đều dùng được hết. Đã gọi là đúng bố nồi đồ chơi thì nó có cái gì hay? Đấy, mình xin phép là review để một chút xíu về cái loại bốn nồi bốn càng này. Đấy. Thì mình lấy cái mẫu hiệu Alpha này ra để mình làm cái review. Ngoài ra có hiệu của Hông No và của Mugen cũng tương tự như vậy. Đấy. Thì tất nhiên là mỗi một hãng sẽ có một sự khác biệt chút chút, nhưng mà về cơ bản nguyên lý nó như nhau. Biết cái gì nói cái đấy ha, cái gì mà chưa biết thì anh em góp ý thêm ha. Thì bộ nồi 4 càng này là hàng đồ chơi như mình đã nói rồi. Thế thì đồ chơi để đạt được cái điều gì? Đây là bộ nồi 3 càng này. Đấy. Thế thì bộ nồi 4 càng gọi là đồ chơi thì nó phải có hiệu suất cao hơn. Đấy. Thế thì mình so sánh hai cái này sau, nhưng mà bây giờ mình nói riêng về cái này một cái. Thì bố nồi 4 càng ấy là chắc chắn là cho cái power, tức là cái truyền tải cái lực của động cơ ra cho phần truyền động trên cái xe là tốt nhất, tốt hơn cái 3 càng. Đó. Thứ nhất là họ có bốn lá, đấy đúng không? Cho nên bốn điểm tiếp xúc á thì nó sẽ mình nghĩ rằng hơn chút xíu thôi. Đó, nó là mạnh hơn để gắn bộ bố nồi 4 càng này vào mà mạnh hơn bộ bố nồi 3 càng thì mình không không nói là như thế. Mình không nói là như thế. Tại vì cái động cơ nó mạnh là mạnh rồi, còn bộ bố nồi thì đã bám vô rồi, dính vô cái chuông rồi là nó chạy thôi. Đấy. Nhưng mà bộ bố nồi 4 càng nó có cái ưu điểm như thế này các bạn. Mình nghĩ rằng đó là cái hay. Nên thế này nhá. 4 càng á thì sẽ chia ra được là hai hai càng đối diện nhau, đúng không? Đấy, cái này ví dụ như lúc mà bung hai cái này bung ra hay là hai cái này bung ra là đều đó, hoặc là bốn cái bung ra đều. Đấy. Thế thì cái việc mà cái xe các bạn, mình muốn nói thế này nhá, cái bộ phận bố nồi bố chuông nồi ấy là một bộ phận thầm kín ở trong một cái xe máy. Anh em mới bắt đầu ấy thì không biết cái này đâu, tại cái xe chạy vui là được rồi, nhưng mà anh em chơi chơi lên pro xíu rồi thì thích lắm, nhất là dân chơi xe, dân độ xe hoặc là dân đua xe, kể cả ôm xe máy xe ô tô gì cũng vậy, đặc biệt là dân chơi xe máy đúng không, thì bố nồi chuông nồi vô cùng quan trọng. Ở đây nó có hai phần rất là quan trọng của việc truyền lực từ động cơ ra cái xe. Đó là cái chuyện là động cơ, đó là cái chuyện là thứ nhất là mạnh đúng không, tức là truyền tải được hết phần trăm công suất trên máy ra xe, đó là chuyện thứ nhất đúng không. Nhưng cái thứ hai mà tạo được cái cảm giác sướng khi chơi xe, khi lái xe, đó là cảm giác mịn đúng không, mình lên ga là bắt mà thả ga là nó về liền, thì cái đó là cái điều quan trọng. Giống như bây giờ mình đi xe gắn máy đi, người ta làm bố nồi mà cứng quá đó,
mình chạy không được, nó hỗn tại cứ vặn ga là giật, đúng không? Đó, nhưng mà cái xe mà xịn, đúng không, là khi mà mình vặn ga là dính liền, nhưng mà mình về là nó, mình đang kéo lên mà thả cái là nó về liền, dặn cái lại lên lại thì đó. Bộ bố nồi xịn làm vậy, chứ bộ bố nồi mà không xịn á, dặn cái lại là nó giật để nó mạnh quá, nó lại bắt quá cũng không hay, đúng không? Đấy, thế thì cái bộ nồi đồ chơi mà loại 4 càng này mình thấy họ thiết kế để đạt được hai yếu tố cùng lúc đó, và cái thứ ba là cho mình cái điều kiện thứ ba quan trọng nhất là tùy biến theo cái cách chạy của mình và theo cái điều kiện của sân đua. Nhưng mà cái đầu tiên khi mà mình mua về mình gắn vào á, mình đạt được hai cái. Một á là mạnh, nhưng cái thứ hai là mượt. Hai là mượt. Mình lấy một cái ví dụ nhá. Ở trên cái bộ bố nồi alpha này, người ta cho mình là bốn bố, và trên mỗi một bố như thế này này. Đó, thì người ta sẽ gắn cái lò xo với cái số khác nhau. Thậm chí á, người ta còn cho mình thêm cái lò xo dư này. Đấy, nó không phải là nó hư để mà nó thay đâu, mà là để cho mình tùy biến. Nó dân pro á, là người ta sẽ tùy chọn ta gắn vào. Thí dụ như là hãng Alpha người ta ráp sẵn như thế này, đúng không? Là người ta đã ráp sẵn ha. Hai cái đối diện nhau thế này á là hai cái cứng. Nhưng mà hai cái đối diện nhau thế này có thể là hai cái trung. Thế thì cái tác dụng của việc đó là như thế nào? Mình xin phép mô tả thế này. Khi bạn top ga, đúng không? Thì với cái lò xo mềm, hai cái bố mà mềm này bung ra trước. Đó. Thì tới khi bạn tăng ga lên mạnh thì hai cái bố mà lò xo cứng bung ra sau. Đấy. Tất nhiên là ở cái tốc độ rất là cao mình không thể nhìn thấy được, nhưng nguyên lý của nó là như thế. Thế việc đó có tác dụng là gì các bạn không? Đề ba nó không có trượt. Tại khi mình đề ba cái bắt vô cái xe nó trôi đi cái, và tới khi mà tới cái tù của nó, cái bố nồi sau, cái bố nồi mà cứng á, nó bung ra sau, nó bám đủ bốn cái là nó phóng đi luôn, đúng không? Thì cái đó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là khi mình vô cua nè, để mình vô cua nè thì mình phải giảm ga, đúng không? Mình giảm ga nhưng mà mình không có muốn bị mất lực đó, thì cái bố nồi, cái nào lò xo mà mềm á thì nó vẫn còn ở ngoài, nhưng cái lò xo cứng nó thu vào trước. Cho nên là cái hiện tượng là khi mình chạy vô cua ha, mình phóng vậy, vô cua một cái đấy, mình vô cua một cái mình vừa thốc ga một cái là cái bố nồi á, nó bung ra để nó bắt. Cho nên là vào cua hay thoát cua là cái bộ bố nồi này, bốn càng này, nó hiệu quả hơn hẳn, nó mượt hơn. Tiếp theo là những cái việc mà khi cái xe á, nó, mình bay lên, đúng không? Mình bay lên trên không đó, thì thường lên trên không rồi đâu có ai mà rú ga mà đâu. Đó, rú ga thì cái xe nó sẽ bị ảnh hưởng, nhấc cái đầu lên nó sẽ không ổn định đó. Thì khi mà mình bay lên không á, đúng không, mình thả ga cái á, bộ bố nồi á là thu lại liền. Nhưng mà lúc mà mình đáp xuống cái, mình đáp xuống, đúng không, mình chạm đất một cái mà mình tăng hay là mình phanh, thì hai cái bố nồi này này, những hai cái đối diện nhau, tùy cách setup của mình đó, có thể là bung ra cùng lúc hoặc là có cái bung sớm, có cái bung chậm, để làm đảm bảo được là một là mình vô nhanh hoặc là mình muốn chậm, đúng không? Mình muốn chậm là chậm cái nước ga đó, cho xe nó không có bị trôi, nó không có bị hiện tượng là trôi. Đó. Thì cái việc mà người ta cho mình cái lò xo như thế này trên 4 càng thì được cái là đối diện nhau bạn, đồng tâm. Đấy, hai cái đối diện nhau, mình có thể tùy biến, mình có thể set hai cái cứng, hai cái mềm. Đó. Rồi hai cái trung, hoặc là mình muốn cứng hết thì mình thay bốn lò xo cứng thì nó bắt, nó thả, nó bung ra đều nhau. Đó. Đó. Nó khác cái ba càng thì bạn không thể gắn lò xo khác nhau được, tại vì cái nào mà bung ra trước á thì một cái á, thì nó sẽ gây hiện tượng lệch tâm, thì nó sẽ ảnh hưởng lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng đến cốt máy. Thì đối với ba càng là chỉ có một là cứng, hai là mềm, mà ba đại để là vậy đó, là ba cái lò xo này là y chang, không thay đổi, đúng không? Nhưng mà đối với bốn càng là họ cho phép mình làm cái chuyện đó. Đấy. Thế thì ở trong tiếng Anh á, người ta dùng cái chữ gọi là maxi power, đúng không? Tức là công suất tối đa. Nhưng mà cái thứ hai nữa, có cái từ nó gọi là gradual smooth, tức là độ mịn á, độ mượt, nhưng mà dịu dàng,
chứ không phải là mềm xèo ha. Thì cái bộ bốn nồi bốn càng họ cho phép mình làm chuyện đó. Cái nữa, thậm chí ở trên này họ còn cho mình cái nút, cái chỗ mà gắn cái pin là 2, đó là cái pin là lô. Thế thì 2 để làm gì và lô để làm gì? 2 á là để cho cái độ cứng cao. Này, mình gắn cái đó thì lúc cái độ cứng của lò xo nó cao thì lúc đó tua máy nó phải rú lên thì nó mới bám giữ, đúng không? Nhưng mà đối mình có thể chuyển sang cái lô, mình chuyển sang cái lô thì lúc đó là cái lò xo nó sẽ bung ra từ từ hơn. Mình nói ủa yếu vậy nó có yếu hơn hay không? Không các bạn, không đó, không phải đâu. Tùy cái điều kiện, tùy cái điều kiện điều kiện gọi là cái mạch sân chạy nè, cái gọi là cái mạch truck chiều dài chiều ngắn, và tùy thuộc vào tua máy mà mình đi cái, mình chỉnh cái ốc này vào vị trí 2 hay vị trí lô. Mình nói một ví dụ nha, mình nói ví dụ bây giờ á, cái đường á mà bám đường tốt nhất đó, mặt đường tốt, bánh xe bám đường tốt đó, cái động cơ bạn mạnh đó. Ok, bạn cứ gắn ở cái 2 là lên ga là bắt dính. Bởi vì sao? Cái đường tốt, cái xe bạn không có bị trượt, xe bạn không có bị trượt, đúng. Nhưng mà ví dụ như bây giờ cái mặt đường, cái xanh đó trơn, không có đảm bảo xe chạy dễ trượt, mà bạn cứ gắn cái lò xo cứng mạnh, bạn bóp cái nào dính cái đó, thì khi mà bạn bóp ga nó bị hiện tượng gì không? Bị sliding, bị trượt liền, bị bê đít đó. Cái xe không ổn định. Đấy. Cho nên đối với việc mà mình có những cái chân hay là cái mặt đường mà mình chơi mà mình cảm thấy là cái xe mình hơi trượt quá do mình bóp ga là nó dính liền, thì mình lại chỉnh cái lò xo về ở cái chế độ lô. Tức là gì? Nó lúc đó mình thúc ga lên á, cái xe nó bám, nó chạy rồi nhưng mà nó không có giật quá để tránh bị hiện tượng bị bê đít hoặc là trượt. À, thì chỉ riêng vụ bố nồi thôi đã hỗ trợ được cho cái xe của bạn những cái việc như vậy rồi. Đấy, thì bộ bốn nồi bốn càng cho phép mình làm được chuyện đó, đúng không? Cái thêm nữa là liên quan đến một thứ là của cái pin này, 2 với lô này còn liên quan đến một thứ này nữa các bạn, đó là loại máy và tua máy. À, loại máy và tua máy thế thì thế như vậy ha. Đối với máy off road thì cái việc mà mình đề ba đó đúng không, ở đây là một cái điểm nè. Ở đây là cái điểm nè, mình vào cua nè ha. mình vào cua, mình nhảy xuống, mình vô cua nè. Cái mình chạy qua đây nè, là mình thắng cái mà phóng nè, dứt cái mình lên liền. Nhưng mà cái cua của mình nó hẹp. Đó. Nhưng đối với dòng xe kiểu như giống như là GT đi, đấy, hay là on-road, thì người ta không có vô cua dạch gọn như vậy các bạn, mà người ta vô cua rộng lắm, như F1 vậy đó. Và khi vô cua mà ở tua cao, như F1 vậy đó, lúc nào tôi cũng kéo ghê hồn luôn, thì cái việc mà bố nồi của mình mà cứng quá nó sẽ cũng gây cho hiện tượng là mất lái, tức là mình bị bê đít lúc mình tăng ga. Nhưng đối với dòng máy mà tua cao ha, mà mình chạy kiểu on road hoặc là chạy kiểu GT, thật ra là mình gắn sang cái pin á lô á nó lợi hơn, bởi vì cái tua máy mình lên cao được nhưng mà không bị giật. À, nếu mình vô cua là mình vẫn giữ ga, mình giảm ga nhẹ xíu, không cần dùng phanh, đúng không? Nhưng mà mình kéo như vậy, nhưng mà khi mà mình thốc ga lên á, nó lên mịn, nó không có bị giật. Mình nói thì như thế để anh em hiểu được là mỗi một cái chức năng ở trên này nè, như số lò xo nè, rồi cái pin như thế này, để người ta cho phép mình tùy biến để mình xài cái xe mình cảm giác lái nó ngon nhất. Đó là cái ưu thế của bộ nồi bốn càng. Đây là những cái gì mà kiến thức của mình biết được thì mình xin phép chia sẻ với anh em như vậy, đúng không? Còn chi tiết thêm nữa, vài cái hay ho thêm nữa, mình lại tháo cái này ra và trình bày với anh em trong tập tiếp theo. Chờ xem mình nha.